Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và như mọi người biết rằng thì cách đây ít ngày, trên rất nhiều các cái trang mạng xã hội ở tại Đài Loan ấy, thì mọi người đang chia sẻ rất là nhiều về cái vụ việc mà nó xảy ra ở tại Cao Hùng, khi mà một nữ lao động là người Việt Nam họ Nguyễn thì cô này đã nhảy sông để tự tử. Thì một lao động người nước ngoài họ Nguyễn do cái tâm lý bất ổn lâu ngày dẫn đến cái việc là vào trưa ngày 20 tháng 11 năm 2020 thì người dân ở nơi đây đã phát hiện ra một người phụ nữ đi xe đạp điện lang thang dọc bờ sông, và cuối cùng thì cô ấy đã nhảy xuống sông chen chân để tự tử. Thì người dân ở đó sau khi phát hiện ra thì cũng đã báo án với cơ quan chức năng. Thì đến 3 giờ 20 phút chiều cùng ngày thì cảnh sát cũng đã tìm thấy người phụ nữ này và đưa lên bờ. Theo điều tra ban đầu thì không phát hiện được có tác động ngoại lực từ phía bên ngoài vào. Thì sau khi điều tra từ các lao động nước ngoài khác và môi giới thì được biết rằng là cô gái này do có một cái thời gian quá dài tâm lý bất ổn dẫn đến cái việc là cô này đã nhảy sông để ra đi. Thì cảnh sát cũng đã được người dân báo án và xem lại camera thì được biết rằng là vào lúc 12 giờ 22 phút thì người phụ nữ này chạy xe đạp điện đến bờ sông, chạy quanh đó một hồi và rồi đến khoảng 12 giờ 40 thì cô này đã nhảy xuống sông. Vâng, sau khi mà cái vụ việc này nó được đăng tải lên các cái trang mạng xã hội thì rất là nhiều người quan tâm. Bởi vì trước tiên thì mọi người muốn biết rằng thì người phụ nữ mà nhảy xuống sông đó là ai và lý do gì mà cô ta lại làm việc dại dột như vậy. Bởi vì lúc này mà đang MV như thế này thì mặc dù người phụ nữ này đã mất rồi nhưng mà người nhà cũng không thể sang đây để mà nhìn mặt cô ta lần cuối được. Thì đây là cái vụ việc mà đang được mọi người chia sẻ rất là nhiều. Và không bao lâu sau ấy thì chúng ta cũng đã nhận được câu trả lời từ phía của cơ quan chức năng. Thì phía cảnh sát của Đài Loan thì họ cũng đã công bố cái lý do và danh tính của nữ lao động người Việt Nam tự tử ở Cao Hùng. Thì cảnh sát của Cao Hùng cũng đã chính thức công bố cái lý do và danh tính của nữ lao động Việt Nam này nhảy sông. Thì qua quá trình điều tra khoảng hơn 20 tiếng và đã có kết quả xét nghiệm của nạn nhân thì do bị đứt dây thần kinh ở khu vực vùng não trái do căng thẳng về suy nghĩ. Thì nạn nhân được xác định danh tính là Nguyễn Thị Trà Ly, sinh năm 1993, quốc tịch Việt Nam, sang Đài Loan làm việc từ tháng 2 năm 2019, đã kết hôn và có gia đình ở Việt Nam. Thì nữ lao động cùng phòng với nạn nhân cũng được cảnh sát gọi lên để triệu tập để lấy lời khai. Thì theo lời khai của người bạn cùng phòng với nạn nhân Nguyễn Thị Trà Ly ấy, thì cô ấy có nói rằng là tôi thấy cô ấy gọi về cãi nhau với chồng, thấy cô ấy khóc rất là nhiều và thấy cô ấy chia sẻ rằng là chồng cô ta ngoại tình bị bắt. Sau đó thì tôi không ngờ sự việc lại xảy ra như thế này. Thì lúc này thi thể của nạn nhân đang được bảo quản tại bệnh viện ở thành phố Cao Hùng chờ người nhà sang để nhận. Thì cảnh sát của Đài Loan cũng chính thức công bố lý do trên truyền hình khi mà được các phóng viên hỏi. Và cái lý do chính mà người phụ nữ này ra đi là đứt dây thần kinh ở não do suy nghĩ quá nhiều. Thì trước đó thì mọi người biết rằng trước đó thì đã có một lao động người nước ngoài họ Nguyễn do tâm lý bất ổn lâu ngày và dẫn trưa ngày 20 tháng 10 thì cô này đã đưa ra quyết định cuối cùng sau khi mà đi một vòng quanh cái khu vực hồ đó thì cô ta đã nhảy xuống sông và được người dân phát hiện thì mà được đưa lên bờ thì cũng đã quá muộn. Và đây là cái vụ việc rất là đau lòng mà mình muốn cập nhật để cho mọi người được biết. Thì sau khi mà cái vụ việc này xảy ra thì mọi người cũng rất là quan tâm về cái vấn đề là lý do tại sao và cô ta là ai, lý do chính, mục đích chính là cái lý do gì mà mọi người cô này lại làm ra như vậy. Bởi vì mọi người biết rằng thì ngay lúc này nó vẫn đang chịu của cái sự ảnh hưởng của dịch bệnh, dẫn đến cái việc mà mặc dù thì cô gái này đã ra đi ở cái xứ đài này rồi nhưng mà người nhà rất khó lòng để có thể mà sang nhìn mặt cô ấy lần cuối được, và có lẽ rằng sẽ phải ủy quyền cho một ai đó để có thể làm các cái thủ tục ở bên này để đưa cô gái đó về. Nếu như có người nhà thì sẽ để cho người nhà làm, không có người nhà thì chắc chắn rằng sẽ phải ủy quyền cho một ai đó thì có phải có thể làm thủ tục để đưa về được. Bởi vì mọi người biết rằng thì lúc này cái chuyến bay Việt Đài lúc này á thực ra là rất là khó, ngoài những chuyến bay nhân đạo ra thì những chuyến bay thương mại thì gần như là mới chỉ có một chuyến đầu tiên và hai chuyến đầu tiên. Thế nên là cái việc người nhà lúc này của cô gái này có thể sang đây để mà nhìn mặt cũng như là lo hậu sự bên này á, thì nghĩ rằng rất là khó khăn. Và qua đây thì mọi người cũng có thể thấy rằng thì mục đích chính mà cô gái này đã đi để nhảy sông như vậy thì có lý do một chính là vì cái áp lực của gia đình. Có lẽ rằng thì theo chia sẻ của một người cùng phòng thì lý do là do áp lực công việc trong gia đình cũng như là cái gia đình nó quá áp lực dẫn đến cái việc là người này đã suy nghĩ quá nhiều dẫn đến việc đứt cả cái dây mạch máu ở trên não trái. Thì mọi người biết rằng thì đây là cái việc làm mà mình nghe xong mình thấy rất là thương cho người phụ nữ này, và có lẽ rằng thì cô này bé này cũng đã không còn cái cách nào khác ngoài cái việc là chỉ chọn cái cách chết như vậy để giải quyết tất cả. Và mọi người biết rằng thì đôi khi là cái chết thì nó không có thể giải quyết được tất cả mọi thứ, và mình mong rằng thì mọi người hãy tỉnh táo để giải quyết tất cả các cái vấn đề khác, bởi vì chúng ta có thể giải quyết được, không đến nỗi mà phải đưa ra cái quyết định như vậy. Có còn duyên thì ở mà hết duyên thì đi, đúng không ạ? Chúng ta không nên phải làm việc dại dột như vậy. Rất là nhiều người thì sau khi mà vấn đề về gia đình họ không giải quyết được thì họ cũng đã tìm đến những cái cách đau đớn như thế này, và đây là một cái thiệt thòi rất là lớn đối với họ. Bởi vì sao ạ?
họ mất đi thì gia đình họ mất đi một người thân, Việt Nam cũng mất đi một người công dân tốt. Và cái người mà người ta không cần mình nữa, người ta đi ngoại tình như vậy thì lúc đấy người ta lại càng vui vì nó không còn vướng bận một cái gì nữa. Trong khi đó thì còn con còn cái, còn bố mẹ già, còn chưa kịp báo hiếu thì mình đã đi nhảy sông để tự tử như vậy. Và mọi người biết rằng thì cái hệ lụy nó cũng rất là cao. Khi mà lúc này ra đi ở đất Đài Loan này thì cái chi phí cũng rất là đắt đỏ này. Thứ hai nữa là người nhà cũng không thể sang để mà nhận cái xác nó về được ngay lúc này. Mọi người biết rằng thì lại phải chờ những chuyến bay, chờ sự sắp xếp thì mới lại đưa được về. Thật sự rất là khổ, bởi vì mình đã ở bên này rất lâu rồi, mình cũng đã biết được tất cả những cái nội tình ở bên này. Nên là mình nghĩ rằng là sau cái vụ việc này xảy ra thì trước tiên là gia đình rất là đau buồn rồi, mình cũng xin gửi lời chia buồn đến gia đình. Và như mọi người biết rằng thì chúng ta không nên có những cái suy nghĩ nông cạn như vậy đối với tất cả các chị em. Thế mọi người hãy tỉnh táo để mà đưa ra những cái quyết định sáng suốt cho mình, chứ đừng nên ra làm ra những cái việc quá dại dột như vậy. Mọi người biết rằng thì không phải là cái việc cứ làm như thế mà sẽ giải quyết được tất cả đâu, đúng không ạ? Bởi vì cái việc lúc này thì chúng ta phải tỉnh táo, phải đủ tỉnh táo thì chúng ta mới có thể giải quyết được tất cả mọi thứ. Bởi vì không cần thiết mà chúng ta cứ phải đi nhảy sông, nhảy lầu hay là làm một cái vấn đề gì nó hại vào thân mình cả. Rất là nhiều người thì người ta cũng đã chọn cho người ta một cái con đường riêng, đúng không ạ? Còn duyên thì đến mà hết duyên thì đi, người ta vẫn sống tốt mà, chứ đâu cần người ta cứ phải có áp lực gia đình là lại phải nổ tung cả đầu ra như vậy, hay là lại đi kình nhảy sông rồi ba la. Rất nhiều trong thời gian vừa qua thì mọi người cũng đã đều được biết được, mọi người chia sẻ rất là nhiều trên các trang mạng xã hội rồi. Còn khi đến với Đài Loan làm việc thì mọi người biết rằng thì đã phải xa nhà xa quê, xa anh em họ hàng, thậm chí xa cả những đứa con, xa những bố mẹ già như vậy để sang đây để kiếm tiền. Thì mình nghĩ rằng là mọi người đã sang đây này rồi thì cố gắng kiếm tiền. Còn cái việc mà gia đình thì chúng ta có thể từ từ giải quyết, đúng không ạ? Sau khi mà về được Việt Nam thì mọi người hãy giải quyết, chứ không nên cái việc là ảnh hưởng từ ở nhà mà lại sang tận bên này. Vì lúc này thì mọi người biết rằng cái chi phí để mà lo hậu sự cho một người mất ở bên này rất là nhiều, mình nói rất là nhiều. Nếu như không sự được sự giúp đỡ của cộng đồng mạng thì có lẽ rằng gia đình, nhiều gia đình họ còn không có cái khả năng để chi trả cái khoản tiền đó. Thì mọi người biết rằng thì nó không hề đơn giản như ở Việt Nam. Việt Nam thì chúng ta mất không quá nhiều tiền, đúng không ạ? Trong khi đó thì bên này còn là tiền vé máy bay này, nếu mà sang được thì người sang này, xong lại còn phải người đi quay trở về này, trong khi các cái khoản thủ tục ở bên này nữa, cái gì nó cũng rất là đắt đỏ. Thế nên là mình mong rằng là mọi người hãy có cái suy nghĩ sáng suốt một chút. Ai mà muốn ra đi á thì cũng nên về quê mà đi, chứ đừng nên ra đi ở bên này. Bởi vì ra đi bên này thì cái hậu quả là còn đổ nặng thêm go cho cả gia đình, thậm chí nợ còn chưa hết, nợ thì lại chồng nợ. Mình nghĩ chắc chắn là nợ lại chồng nợ, bởi vì cái tiền đi chưa trả hết, trong khi đó lại còn lo cả cái tiền mai táng cho cái người đó nữa. Đây là một cái việc làm mà nói rằng là rất là dại dột, không cần gì mà phải suy nghĩ căng đầu óc như vậy. Mọi thứ chúng ta hãy nghĩ cho nó thoáng một chút. Đấy ạ. Tất cả mọi thứ thì đã trời sinh voi, trời sinh cỏ. Một cái tính của người ta như thế nào rồi thì chúng ta hãy tự tự hiểu, tìm hiểu. Chứ không cái việc là cứ khi mà thấy nội tình trong gia đình có vấn đề thì mãi suy nghĩ căng đét lên, xong lúc đã đứt dây mạch máu não, xong thế là đi nhảy sông như vậy. Thì mình nghĩ rằng là mất cả mọi thứ, không cần thiết phải giải quyết như vậy. Mình nghĩ là không cần nên giải quyết như vậy. Và mình mong rằng thì tất cả mọi người hãy đủ tỉnh táo để giải quyết những vấn đề nội bộ, trong khi chúng ta phải đang để đi kiếm tiền như thế này. Vâng, mục đích chính là kiếm tiền nhanh để về quê sớm. Còn tất cả mọi thứ thì mọi người hãy cứ từ từ chúng ta sẽ xử lý được, đúng không ạ? Chứ không cần thiết phải nghi xem những cái vụ việc đau lòng mà mình muốn cập nhật để cho mọi người được biết. Như vậy thì sau khi mà có thông tin về người phụ nữ này đi nhảy sông thì chúng ta đã biết được là người phụ nữ này tên tuổi và lý do tại sao mà cô ta lại đi nhảy sông như vậy. Thật sự đây là việc rất là buồn mà mình muốn cập nhật để cho anh chị em được biết. Thì video này mình xin được kết thúc ở đây. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.